À, xin chào anh chị, chào mừng anh chị và các bạn trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 8 tháng 10. À, nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 11 tháng 10 năm 2021. Thì trước khi đi vào nội dung chi tiết cũng rất mong anh chị và các bạn dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm. Thì đi vào đánh giá thị trường phiên ngày 8 tháng 10 thì anh chị có thấy là phiên ngày 8 tháng 10 năm 2021 là một phiên mà thị trường mua vào, nói chung là mua vào và vẫn giữ cái nhịp độ có xu hướng lên khá là tích cực anh chị nhé à, có thể thấy là cái phiên 1850 đối với VN index là tăng 0,5 phần trăm và khối lượng ở mức tương đối viên 30 thì là tăng 0,9 phần trăm thì khối lượng ở mức thấp nhưng mà đều vượt những cái đỉnh các anh chị thấy đều vượt những cái đỉnh gần đây đúng không ạ đấy app index cũng vậy nhé index thì đi lên nhé hạn index thì là vượt những cái đỉnh cũ luôn đúng không ạ anh chị thấy à, những cái chỉ số này index này đều trên đường trung bình mà 20 và anh chị có thể thấy là những cái đáy gần nhất mà chúng ta xác nhận đây này là ngày 27 tháng 9 tất nhiên tất nhiên là chúng ta sẽ có những cái đáy đáy khác nhé nếu anh chị vẽ những cái kênh lên từ những cái điểm đáy này này thì cái sông cái 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 cái, channel nó rất là rộng đúng không ạ do vậy khi mà sông rộng thì giống như chúng ta đang dùng sức để chúng ta bơi qua những cái con sông rất là rộng thì rất là khó để đủ sức bởi vì mỗi một lần nhịp điều chỉnh như thế thì chúng ta sử dụng thì nó sẽ khó do vậy là chúng ta chỉ tập trung vào những cái cả cái đoạn này là sideway đúng không các anh chị thấy xem lại um, các cái nhận định của thóc chứng khoán trong suốt thời gian qua thì đều là những cái nhịp sideway dụ giữ cái tinh thần khá là trung lập ở những cái giai đoạn này đúng không ạ đấy thì khi mà nó xác định cái đáy gần nhất là ngày hai mươi thế này thì mình cũng đều chia sẻ với anh chị là các cái quan điểm nhận định thị trường là đều rất là tích cực và đều có thể khả năng mua các cổ phiếu và ưu tiên các cổ phiếu kiệt vôn đúng không các anh chị có thể thấy cái điều đó như thế này thì thị trường vẫn trong một cái xu hướng lên nhé. thì một số anh chị lại hỏi là, thế trong một vài ngày tới thì nó có liệu nó có điều chỉnh hay không? thì đương nhiên là khi mà thị trường đi lên thì bao giờ nó cũng sẽ gắn với quá trình điều chỉnh. đặc biệt là có những cái nhà đầu tư người ta có lợi nhuận thì người ta sẽ chốt lời. thì là cái việc đương nhiên, cái việc mà chúng ta đi phán đoán như vậy thì thứ nhất là cái độ chính xác nó không cao. là cái nhất, và cái thứ hai là nó cũng không giải quyết vấn đề gì nhiều, đúng không ạ? đương nhiên là nó lên gần vùng cái vùng kháng cự cũ thì chắc chắn là nó sẽ rung lắc đúng không ạ nó sẽ có rung lắc hoặc có chốt lời bởi vì nhiều người người ta mua đây người ta có lợi nhuận người ta chốt lời đây như đấy là cái việc bình thường anh chị nhé mình. cái mà chúng ta thấy ở đây là nó là một cái xu hướng lên khá là rõ ràng khá là rõ ràng và có những cái dòng tiền người ta sẽ chốt lời và có thể có những cái việc rung lắc thì chúng ta tập trung vào chúng ta quản trị các cổ phiếu chúng ta tập trung vào quản trị các cổ phiếu chứ ta chúng chứ chúng ta không đi nói nhiều về ở đây nữa nhé anh chị nhé chúng ta không đi nói nhiều về ở đây nữa bởi vì khi mà nói nhiều ở đây nữa thì chúng ta mình cũng chia sẻ có hai quan điểm đầu tư trên thị trường chứng khoán thứ nhất là quan điểm của nhà đầu tư thỏ non và theo quan điểm của nhà đầu tư cáo già nhà đầu tư thỏ non thì nghĩ một cách rất là hiện rất là hiện tại đúng không các anh chị ghi nhận hiện tại là thị trường đang đi lên đúng không và như vậy thì các anh chị hoàn toàn nếu mua được cổ phiếu tốt nắm giữ tốt thì các anh chị sẽ có những cái lợi nhuận lớn đúng không ạ như đặc điểm điểm yếu của nhà đầu tư thỏ non là khi mà có những cái giai đoạn điều chỉnh người ta vẫn giữ cái cái suy nghĩ thỏ non đúng không người ta vẫn giữ cái suy nghĩ đặt cược cho việc đi lên thì như thế thì người ta sẽ có thể sẽ sẽ gặp những cái rủi ro lớn nhà đầu tư thở nó rất dễ kiếm tiền nhưng mà dễ gặp rủi ro lớn ngược lại nhà đầu tư cáo già cáo già ở đây theo cái cách là những cái cách đầu tư giao dịch khôn lỏi á đúng không ạ thì những nhà đầu tư cáo già thì luôn luôn hoài nghi và khi gặp những cái gần như là nhà đầu tư cáo già rất là khó kiếm tiền anh chị nhé họ có thể rất là dễ kiếm tiền ở những cái giai đoạn mà thị trường họ bắt đáy này hoặc những cái giai đoạn thị trường ở cái vùng chỉnh sâu này nhưng mà khi lên phía trên là gần như họ lại không được kiếm được tiền đâu bởi vì họ rất là hoài nghi rất là hoài nghi có những cái cứ lên là họ lại phải nghĩ ra là, là cái rủi ro xuống tức là họ nhìn thấy quá nhiều rủi ro so với cơ hội do vậy là những nhà đầu tư cáo già thì có cái đặc điểm là họ sẽ an toàn hơn về quản trị rủi ro tuy nhiên họ lại không kiếm được tiền do vậy là mình cần phải giữ hai cái thái độ giữ hai cái, cái nguyên tắc giữ hai cái cách tiếp cận là khi nào là nhà đầu tư thỏa non và khi nào là nhà đầu tư cáo già đúng không ạ khi thị trường đi lên đương nhiên chúng ta phải giữ cái tâm lý thỏ non để chúng ta chúng ta có thể kiếm tiền tốt nhất. Đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là chuẩn bị chuẩn bị là kháng cự và chúng ta sẽ bán sớm như vậy thì sẽ mất cơ hội. Tuy nhiên nhà thỏ non ở đây, cái cái tư duy của nhà đầu tư thỏa non là chúng ta phải lưu ý một cái nguyên tắc nhé. Thị trường thị trường nó chỉ là một 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 một, uh, một nhân tố thôi, nó chỉ chiếm 30% trong cái việc tăng giá của cổ phiếu thôi. Thì Do vậy chúng ta hãy ưu tiên vào phân tích các cái nhóm ngành này, này. Chúng ta ưu tiên phân tích vào các cái nhóm ngành cổ phiếu này. Chúng ta phân tích vào các cái cổ phiếu này này. Đúng không ạ? Đấy thì như vậy thì nó sẽ cho chúng ta hiệu quả cao nhất anh chị nhé. Tóm lại là đối với thị trường hiện nay, thị trường chung hiện nay là chúng ta đánh giá là đang đi lên. Đang đi lên và chúng ta có thể nắm giữ các cổ phiếu để có thể có cơ hội gia tăng lợi nhuận. Đúng không ạ? À, nếu mà có những cái cổ phiếu mới xuất hiện như cổ phiếu mua bùng nổ hoặc là kiệt vôn thì chúng ta có thể tham gia giải ngân theo cái mức tăng dần nhé vẫn là theo nguyên tắc tăng dần là mỗi một cổ phiếu mình sẽ chia sẻ với anh chị là mua khoảng 3 lần trung bình của 3 lần và có thể ít hơn là hai lần bởi vì nó chạy nhanh chúng ta có thể mua không kịp hoặc là bốn lần nếu mà cổ phiếu nó hợp lý và có cái nền tảng trước tốt nhé thì đấy là cái chiến lược cái hành động kế hoạch hành động của chúng ta hiện nay thì hiện nay là cái đây các anh chị nhìn cái đồ thị này các anh chị thấy đây là số lượng các cái cổ phiếu tốt hiện nay là số lượng cổ phiếu tốt đang nở ra ở mức khá là cao 372 cổ phiếu đúng không? các anh chị thấy là trên đường trung bình này điểm số trung bình của các cổ phiếu tốt đó thì ở đang tăng tăng hàng ngày tăng hàng ngày đúng không hiện nay đang trên 10 và trên 20 và đang đi lên như vậy nhìn đây là cũng khá là tích cực nhé về các cái nhóm ngành thì anh chị có thể thấy đây là mình đang short theo thứ tự từ, từ cao đến thấp rồi nhé thì cái đô thị này này chính là của cái này này chính là của cái này này đấy Đúng không các anh chị thấy là 372 cổ phiếu này, đây 372 cổ phiếu này. Mạnh nhất ở đây là những cái cổ phiếu thuộc cái dòng dầu khí, nhưng mà phải chia nhỏ đấy <laughs> Theo phai A các anh chị sẽ thấy có khí đốt này, dầu mỏ này, đúng không ạ, hỗ trợ kinh doanh này. Đấy, các anh chị nhìn đây này. Đấy. Hóa chất chuyên dụng này, sản xuất dầu khí này, thép này, vận tải biển này, thiết bị và điều xây dựng này, khai khoáng, sản xuất điện, dịch vụ vận tải, gia dụng, xây dựng, thực phẩm, lốp và đầu cơ bất động sản. Chính là cái nhóm bất động sản đấy thì uh, nếu anh chị đang mua những cổ phiếu bùng nổ thì nó nên thuộc những cái cổ phiếu ở phía trên này bởi vì nó sẽ có đang có dòng tiền vào và đang tăng giá thì nó có khả năng chạy rất là nhanh còn mua cổ phiếu kiệt vôn thì có thể theo dõi một số cổ phiếu ở trong cái nhóm này anh chị nhé trong nhóm này à, thì đây là cái danh sách chi tiết thì anh chị uh, cái file excel này thì mình sẽ thông thường sẽ gửi cho các anh chị ở trong nhóm vip đối với các anh chị mà không thuộc trong nhóm vip á mà có yêu cầu gửi cái file này thì uh, mình cũng vẫn có thể chia sẻ nhé thì các anh chị uh, comment vào phía like video và comment ở phía dưới video á xong rồi inbox cho mình thông qua Zalo thì mình sẽ chia sẻ cho các anh chị. Thì cái file này nó là tổng tổng thể các cổ phiếu nhé tổng thể các cổ phiếu. Đây các chị có thể lọc Hiện nay ở đây tổng là có 1600 bao nhiêu cổ phiếu đúng không Các anh chị thấy là tổng có 1600 bao nhiêu cổ phiếu đấy. Đúng không? Một Đây. 1641 1642 cổ phiếu này. Đúng ạ? 1641 một cổ phiếu này tuy nhiên là có rất là nhiều những cổ phiếu mà nó không có giao dịch hoặc nó không có khối lượng thì chúng ta bỏ qua rồi và tính ra ở đây chúng ta chỉ có khoảng hơn 300 cổ phiếu thôi cho nên nó anh ai đó mà nói với anh chị là có rất rất nhiều cổ phiếu ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể chia nhỏ ra chia ra để quản lý chia ra để xem xét và chia ra để quản trị nó nhanh chị nhé chỉ có khoảng gần 400 300 rưỡi cổ phiếu thôi là có cái có cái khối lượng giao dịch đều đặn đúng không ạ và có cái giá ở mức trên 9.000 nhé. Đây thì tập trung vào các cổ phiếu trên 9.000 thôi.Ở đây thì các anh chị có thể xem các cổ phiếu mạnh nhất này. này. Đây là các cổ phiếu có dòng tiền vào. chị nhé. Đấy, đây là các cổ phiếu mạnh nhất này. Thì nhá, đây là các cổ phiếu mạnh nhất. Này. Thì anh chị nắm giữ những cổ phiếu mạnh nhất này thì thì là ổn nhé. Nhưng mà cũng phải cẩn thận bởi vì có những cổ phiếu nó đang chạy nước rút, đúng không? ạ? Đấy, nó sẽ có một số cổ phiếu nhà bán lẻ tổng hợp này, bất động sản này, à, hóa chất này cái khoáng này đúng không ạ à, thực phẩm này thiết bị vật liệu xây dựng và xây dựng đấy tuy nhiên là khi mà các anh chị nắm giữ các cổ phiếu mà có cái nền tảng rồi á thì chỉ cần là những cổ phiếu trên ma 10 này là cũng ok này đấy thì các anh chị nhìn xem trong nhóm này là ok đây có một cái là theo chỉ số ngành này thì các anh chị có thể dùng để tham khảo nhé thì đây là cái gốc là ngày 27 tháng 9 anh chị nhé cái gốc là ngày 27 tháng 9 là cái ngày mà chúng ta thấy nó có cái đáy nó có cái đáy gần nhất này. Đấy. Thì khi mà chúng ta liên tục chúng ta tìm những cái đáy gần nhất này thì chúng ta sẽ thấy là cái moment của nhóm các cổ phiếu và moment của một số cổ phiếu đúng không ạ? Nó phải có gia tốc nó phải có cái cái cái, cái lực lực ở đây đúng không ạ? Còn nếu chúng ta so những cái gốc rất là xa như thế này hoặc là cả năm với O'Neil William O'Neil so sánh cả một năm trước thì nó sẽ sẽ nhìn thấy sức mạnh nhưng mà của cả một cái quá trình dài mà không nhìn thấy cái giai đoạn hiện tại nó đang như làm sao đúng không ạ? Thì chúng ta liên tục chúng ta thay đổi và di chuyển cái bốc này thì nó sẽ có cái kết quả chính xác hơn đúng không ạ? Đây thì anh chị có thể nhìn thấy ở đây nhé các anh chị có thể lọc ở đây thì lọc theo các cái nhóm ngành thôi cứ lớn hơn bị trung bình của thị trường chung thì là mạnh hơn đúng không ạ đối với thị tổng các cái nhóm ngành nhé đây mình tính cho nó ví dụ như bất động sản đây là 6,33 này thì cái này nó sẽ khác cái này một chút xíu đấy bởi vì cái này số lượng cổ phiếu là nó mở rộng hơn cái này là nó hẹp hơn cái này chủ yếu là số lượng cổ phiếu trên này này còn cái này nó mở rộng hơn nữa thì các cái cổ phiếu mà cho cái điểm mua bùng nổ trong phiên ngày hôm nay là các cổ phiếu nào anh chị đấy thì mình sẽ trong này thì các anh chị có thể lọc được nhé đây các anh chị lọc ở đây này số lượng các cổ phiếu bùng nổ các anh chị vào đây đúng không ạ các anh chị chọn số 1 này đấy thì số lượng cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ trong phiên là có khang điền và fpt nhé thì có các cái mức kỳ vọng chốt lời ở đây này hoặc là một số kịch bản mà thanh lý hoặc là thanh lý cổ phiếu hoặc là cắt lỗ cổ phiếu đấy khang điền nhé anh chị nhé để chúng ta anh xem khang điền này. này đấy các anh chị thì đây là một cái điểm mua bùng nổ nhé điểm bùng nổ này đây là bùng nổ vượt nền này đấy thì sau mỗi cổ phiếu sau một cái nhịp nhịp sideway tích lũy đúng không ạ thì có cái điểm bùng nổ vượt nền thì đây chính là cái điểm mua bùng nổ anh chị nhé FPT cũng vậy nhé đấy FPT cũng vậy anh chị nhé đây là một cái cả một cái giai đoạn sideway từ thời điểm tháng 7 đúng không ạ à, cho đến nay thì cổ phiếu đi lên quanh khối lượng kiệt như thế này này đúng không sau đây có dòng tiền vào thì đây chắc chắn là dòng tiền của nhà đầu tư lớn đúng không ạ đấy thì cái điểm mua bùng nổ này thì nó sẽ cho chúng ta biết rằng là đây chính là những cái điểm dòng tiền lớn vào nhưng mà các cái điểm mua kiệt vôn mà mình có thể chia sẻ với anh chị là các cái điểm tối ưu tức là kiểm đã kiểm định xong dòng tiền đã kiểm định xong cái sự sợ hãi cái hành vi của nhà đầu tư nhỏ lẻ đúng không khi mà nó kiểm định các hành vi nhỏ lẻ không còn nữa thì chứng tỏ đó là dòng tiền của các nhà đầu tư lớn thì nó có khả năng tăng giá rất là cao đúng không ạ đấy thì các anh chị thấy đây là hai cái cổ phiếu bùng nổ nhé à, một số cổ phiếu mà cho cái điểm mua mà mình thấy là nó cũng khá là kiệt vốn á ờ, các anh chị nhá thầy thì thấy là trong suốt cái thời gian vài tuần trước á, là mình cũng chia sẻ với các anh chị là rất nhiều cổ phiếu cho điểm mua rồi đúng không ạ thì bây giờ khi mà thị trường nó ở trên phía cao một chút rồi nhé lúc mình sẽ cho anh chị rất nhiều các cái cổ phiếu điểm mua ở đây rồi đúng không và hiện nay nó lên phía cao hơn thì mình cũng sẽ hạn chế hơn cái việc mua cổ phiếu nhé bởi vì đa phần là chúng ta sẽ nắm giữ thôi đúng không ạ chúng ta sẽ nắm giữ giữ thôi và có chỉ có thể mua bổ sung hoặc là gia tăng đối với một số cổ phiếu. Còn khi nó ở phía trên cao, chúng ta sẽ hạn chế mua hơn. Nha. Ví dụ những cái giai đoạn thị trường như này này, các chị có thể mua ở phía này, ở phía này. như lên trên này chúng ta không nên mua nữa bởi vì nó sẽ có những nhiều điều chỉnh hoặc có những nhà đầu tư người ta chốt lời, đúng không ạ? Cổ phiếu đẹp thì vẫn có thể mua nhé, hoặc cổ phiếu mà có nền tảng tốt cũng có thể mua. Tuy nhiên là chúng ta không phải là chúng ta mua ít ở phía dưới mà mua nhiều ở phía trên. Chúng ta phải nguyên tắc là chúng ta phải mua nhiều ở phía dưới, mua ít ở phía trên, đúng không ạ? Bởi vì rất nhiều anh chị là mua rất ít ở phía dưới em có lợi nhuận rất cao hai ba chục phần trăm trong gia tăng ở phía trên này và khi ở phía trên này thì nó có gió bão rất là mạnh đúng không thì có thể một hai phiên thì các anh chị cũng sẽ bị bay tài khoản đấy thì cổ phiếu ở đây là cổ phiếu kiến vô nên chị có thể thấy là tv 2 này plc tv 2 đây này đấy thì đây là cái nền của nó đấy anh chị nhé thì đây là những cái điểm bùng nổ vấn nền này đúng không thì đây là một điểm điều chỉnh khối lượng thấp thì nó cũng là hoạt động trong cái trong cái điều kiện đang là ok nhé chị nhé đang là ok và nó có khả năng lên giá được nhé tv 2 này plc plc đấy plc chị thấy ở đây những cái điểm bùng nổ này đúng không ạ, đây là cái đáy gần nhất này đây là điểm đây là spring này đúng không spring này đi lên này đây là điểm điều chỉnh này điều chỉnh khối lượng thấp này đấy thì điều chỉnh khối lượng thấp điều chỉnh khối lượng thấp hơn mà trong một cái xu hướng lên đúng không ạ trên nền trên cái mức kháng cự cũ thì nó vẫn là tích cực đúng không ạ tích cực nhé anh chị nhé plc tvc tvc đúng không? đấy các anh chị thấy này đây là của việc trong nền đúng không ạ đây là những cái điểm đây là những cái điểm của những cái đáy gần gần nhất đúng không ạ đây ví dụ đây là một điểm điều chỉnh này khối lượng cao này điều này là test lại của điểm này đây là của điểm này các anh chị thấy khối lượng bắt đầu kiệt đi rồi đúng không ạ tiếp tục test này khối lượng kiệt đi này đấy thì như vậy nó chỉ cần dòng tiền vào nó sẽ chạy đấy anh chị nhé thì TBC là một cổ phiếu kiệt vốn và cổ phiếu gì nữa nhỉ DBC đúng không ạ DBC DBC anh chị nhé đây ở đây này rút bỏ này rút bỏ này kéo lên đây là cái đáy gần nhất này đúng không ạ đấy thì đây là một, một điểm test khối lượng thấp này tiếp tục một điểm test khối lượng thấp hơn này vậy thì cổ phiếu DBC này nó là tích cực anh chị nhé thì anh chị có thể tham gia được đó đó là những cái cổ phiếu mà chia sẻ với anh chị về các cổ phiếu điểm mua bùng nổ và điểm mua kiệt vốn đúng không ạ? Tổng là chúng ta sẽ có 6 cổ phiếu, hai cổ phiếu mua bùng nổ là Khang Điền, FPT và bốn cổ phiếu mua kiệt vốn. Vậy thì mình sẽ đi phân tích một số cái cái nhóm ngành theo yêu cầu các anh chị nhé thì mình sẽ không phân tích hết mà mình sẽ phân tích những cái nhóm những cái nhóm phía trên này được không ạ? Hay là anh chị muốn những cái nhóm phía dưới ấy? Mình sẽ phân tích uh, dòng khí đốt này nhé mấy cái dòng cổ phiếu dầu khí nhé bảo hiểm chứng khoán nhà dòng ngân hàng nó không có trong này đâu anh chị nhé bởi vì số lượng cổ phiếu tốt của nó nó đang thấp hơn cái đường trung bình đây này nó có số lượng cổ phiếu tốt trên cái đường trung bình này là chính là cái đường này này đúng không ạ thì nó thấp hơn rồi nó không nằm trong danh sách này cho nên mình không cho nên anh chị không thấy ở đây đấy nhá thì mình sẽ đi phân tích cho anh chị một số nhóm ngành nhé đấy chọn mạnh nhất này tốt nhất này đúng không ạ tăng giá nhiều nhất này anh chị sẽ thấy dòng ông ở đây nhá đúng không ông dẫn dầu khí này PBB này PBB thì nó là cổ phiếu hồi phục nhé đây là nó đang gặp cái vùng kháng nó đang gặp cái vùng kháng cự trước anh chị nhé thì nó sẽ mất thời gian để điều chỉnh đây đây là điều chỉnh bán bán ra khối lượng cũng khá là lớn nhé thì chúng ta cần nó sẽ phải kiệt vốn hơn nữa nhé nếu nó tích lũy ở phía trên chỗ này này mức 17 này này thì nó sẽ phải kiệt vốn hơn nữa đúng không ạ thì cái cổ phiếu phải chờ còn as asp này anh chị anh chị nhé asp này thì đồ thị khá là đẹp nhé đây là một cái vùng đây là một cái vùng nền của nó này đúng không ạ sau khi nó chạy nó có một cái điểm nghỉ của nó này đúng không và đây là một cái điểm có thể sẽ phải nghỉ nhưng mà khối lượng nó hơi cao khối lượng hơi cao thì nhé thì khả năng là nó phải mất thời gian để nó hấp thụ hết cái lượng nhà đầu tư chốt lời ở đây nó kiệt vô lại mà nó đủ lực thì nó vẫn đi tiếp đấy gas này thì ok nhé đây là cái nền này thì nó vẫn đang chạy chị nhé cái cổ phiếu này nắm giữ bây giờ thì chúng ta sẽ không mua nữa nhé đây là điểm mua bùng nổ của nó này các chị xem lại các cái nhận định thì chúng những cái điểm mua bùng nổ này chúng ta đều phát hiện ra được hết nhé 100% các cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ chúng ta đều phát hiện ra được hết. Có thể là chúng ta phát hiện ra hết nhưng mà nó chỉ có xác suất thành công thôi, đúng không ạ? Xác suất thành công thì muốn để tìm nâng cao cái xác suất đấy thì các anh chị cũng phải hiểu được là đặc điểm của các cổ phiếu thành công là gì. Hình mẫu của các cổ phiếu thành công là gì thì chúng ta sẽ chọn lựa chính xác hơn. Bản thân trong cái file Excel này này là mình cũng đưa nó khá rộng hơn một chút xíu, khá rộng hơn một chút xíu mình cũng không đưa cho nó lít quá ngắn được anh chị nhé bởi vì list quá ngắn thì thì ở đây thông thường đối với một số anh chị học viên thì các anh chị sẽ sẽ biết solid cái này rất là nhanh ở đây thì mình đưa nó rộng hơn một chút đấy thì gas này thì ok nhé nắm giữ nhé đấy cng này cng đây là một cái vùng nền cũ của nó này đây là một cái nền chu chuyển này thì nó đang chạy anh chị nhé nó đang chạy vẫn đang chạy thôi thì các anh chị nắm giữ đây là một áp thrust này sau đấy thì nó đang cân bằng lại hơn nha. anh chị nhé như thế này thì nó vẫn có thể đi tiếp được mình chọn với cổ phiếu dầu khí cái phe này phân nhóm này hơi khác một tí đấy BSR này đấy nhá BSR thì bên nó đang gặp nó đang lên cái vùng ấy lên đây rồi này cái chỉ thấy đây là vùng kháng cự cũ này khối lượng nó vẫn đang cao nhé thì nó sẽ phải kiệt khối lượng hơn kiệt khối lượng hơn tức là nó tích lũy thêm thì nó sẽ đi xa được anh chị nhé đấy mua vào khối lượng này kể cả bán dạng có khối lượng này đúng không ạ thông thường như này nó sẽ phải kiệt hơn cân bằng hơn thì nó sẽ đi xa hơn tất nhiên các anh chị ở đây thì mua ở phía dưới này thì các anh chị vẫn nắm giữ thôi đấy oi thế này OI, oi thì khối lượng tốt hơn này oi là khối lượng kiến hơn một chút nhưng mà nó cũng vẫn cần thời gian thêm ở phía trên vùng kháng cự cũ đúng không ạ đấy cổ phiếu PLX này thì nó xấu hơn nhé nó vùng kháng cự của nó là năm sáu mức năm sáu năm bảy đây là mới có năm thôi thì nó sẽ đây này nó trên này chúng ta sẽ mất thời gian về nó hơn đúng không ạ dầu, dầu khí tiếp này đấy PVC này chung dòng dầu khí thì có dòng tiền vào anh chị nhé dòng tiền vào nhưng mà để nó đi tiếp nhịp nữa thì nó sẽ cần thêm thời gian của phiếu này như thế đấy đều nó đều ở cái vùng kháng cự cũ rồi nhé hầu như đều vào cự cũ rồi chúng ta nếu mà để đợt vào rồi một số anh chị mua cổ phiếu dầu khí này, này thì kiếm được lợi nhuận kiếm được lợi nhuận đúng không nhưng mà để mà chúng ta có một cái nhịp đánh đẹp và an toàn và lành mạnh và có thể kiếm lợi nhuận thì chúng ta nên chờ nó tích lũy đánh vào nhịp sau thì sẽ hiệu quả hơn Đối với dòng thép thì sao? Thép anh chị nhé. Thép này, form này, này, form là cổ phiếu mà từ cái ngày đáy gần nhất nó tăng được 12,5% cho nên nó nhảy lên phía trên. Nhưng mà các anh chị thấy hiện nay nó đang ở cái vùng kháng cự cũ. Chuẩn bị lên vùng kháng cự cũ là mức 19, giá 19, 20 này. Đúng không ạ? Và tuy nhiên là dòng tiền nó đang vào nhé. Dòng tiền nó đang vào nhé anh chị nhé. Đây, kháng, đây là kháng cự cũ này. Nhưng mà dòng tiền nó đang vào của cái nền này. nha anh chị nhé. Đây này nó đang có một cái trên trước chỗ này là 34% này đúng không ạ thì nó đang tích lũy này khối lượng kiệt này đúng không dòng tiền vào này như thế này thì vẫn ok nhé anh chị em nó vẫn còn có thể phải đi tiếp được nhé nó đi tiếp được như cổ phiếu như này cái nền này nó khá chặt chẽ thì anh chị cũng có thể không cần phải quá để ý nhiều đến cái kháng cự cũ ở đây mà nó vẫn có thể đi được nhé đấy TLH này ok này vượt nền rồi đúng không ạ nhưng TLH này hai phi này thì không ưng lắm bởi vì thứ nhất là anh chị thấy nó đều mua vào xong đóng ở phía dưới đúng không ạ mua vào xong đóng ở phía dưới mà hai phía này đều có khối lượng tức là ở đâu đó sẽ có những cái lực lực bán ra khá là lớn đúng không ạ thì những cổ phiếu này thì nắm giữ thì vẫn ok nhé nắm giữ thì vẫn ok nhưng nếu mua thêm thì chúng ta cần phải chờ thêm anh chị nhé Đấy, TVN nhé TVN khối lượng nó thấp dần đi rồi à? ở phía phía vùng kháng cự phía trên thì như thế này thì nó cũng vẫn là dẫn những cái tích cực anh chị nhé nắm giữ thì ok anh chị nắm giữ thì vẫn ok DSMC để, để mua bùng nổ này đúng không bán ra khối lượng thấp này như này vẫn là tích cực nhé nằm giữ ok hoặc thậm chí anh chị phiên uh, anh chị có thể mua được phiên hôm nay anh nhé có thể mua thêm được bởi vì khi nó bùng nổ vật nền rồi thì nó điều chỉnh khối lượng thấp này thì có thể mua được vẫn trên nền đúng không ạ đấy với GS này khối lượng kiệt này ở phía kháng cự trên này thì ok nó vẫn có thể đi xa được anh chị nhé nắm giữ thôi đấy NKG sau khi bùng nổ vật nền này Đấy thì khối lượng đang kiệt ở phía trên này thì có thể nó sẽ mất một vài phiên nào đi ngang. Như thế này vẫn an toàn nhé, như thế này là an toàn để đi tiếp. Hòa phát cũng thế nhé, đây là những các cái điểm bùng nổ này, điểm bùng nổ này, điểm bùng nổ này. Khối lượng kiệt hơn một chút ở phía trên này thì nó vẫn an toàn để đi tiếp anh chị nắm giữ thôi. Còn nếu nó những cổ phiếu như thế này mà để nếu mà các anh chị thấy bao giờ nó thủng mà đường trung bình MA10 thì có thể các anh chị chạy những hòa phát này này. Còn nếu không có thì các anh chị cứ nắm giữ, đúng không ạ? Hoa sen lại thế nhé, hoa sen tương tự hoa phát cũng kiệt vốn ở phía bùng nổ nền và kiệt vốn đây thì nó sẽ vẫn tiếp tục đi xa được các anh chị có thể dùng đường trung bình MA10 để các anh chị kiểm soát cái quản trị danh mục HMC HMC nhé thì nó đang ở vùng kháng cự chuẩn bị đi vào vùng kháng cự trên rồi thì anh chị cổ phiếu này vẫn nắm giữ được anh chị nhé nhưng cái điểm khiển kiệt vốn của nó đây như nó test khá là đầy đủ rồi anh chị ạ thì tất nhiên là để nó bùng nổ vượt nền thì nó sẽ cần thêm thời gian bùng nổ vượt cái mức 30 mấy đây này 30,6 và 31 này này cái phiên này, này 30,7 này đúng không? thì nó cần thêm thời gian nhưng mà à, hiện nay thì an toàn nhé bởi vì nó có cái vùng này là vùng test khá đủ rồi nên chị nắm giữ tên thế nhé cũng test đủ rồi chưa vượt nền test đủ rồi thì anh chị cũng nắm giữ cổ phiếu SHI này thì nó đang nó đang là cổ phiếu xuống xuống thì cổ phiếu này chúng ta sẽ bỏ qua mình sẽ phân tích một số cái dòng khác mình sẽ phân tích cho anh chị dòng chứng khoán này nhé, dòng chứng khoán và dòng chứng khoán và bảo hiểm đúng không ạ? trong ngân hàng thì nó vẫn yếu cho nên mình sẽ không phân tích anh chị nhé vì nó sẽ mất thời gian lắm. Bảo hiểm này, đấy, Mix này, đấy sau khi những cái điểm bùng nổ về nền thì nó đang vẫn trong cái xu hướng lên thôi, cái anh chị cứ nắm giữ. BMI nhé BMI đây bùng nổ vượt nền đây đúng không ạ đấy xong nó cứ chạy chạy rất là hợp lý nhé nó vẫn trên mà 10 thì các anh chị cứ nắm giữ thôi nhưng không nên mua nữa nhé các anh chị mua những phiên như này thôi là cùng thôi dụ phiên này điều chỉnh thì có thể mua này không phiên này khối lượng cao này. chúng ta không mua này điều đó có thể mua ở phiên này nhé có đâu bên các anh chị nắm giữ thôi bởi vì nó xa nền rồi nhé nó cách uh, nó cách nền được là đâu mười mấy phần trăm mười bốn phần trăm này đúng không ạ Đấy, BVH nha, BVH thì nó đang có vùng kháng cự về trên này này. Đúng không? Các chị thấy đây Đúng không Thì khối lượng nó đang cao, thì chúng ta nên chờ nó tích lũy thêm ở phía trên này. Thì nó mới có thể đi xa hơn được, anh chị nhé. Tức là đâu đó sẽ có những cái nhà đầu tư mà người ta mua vào phía này này, đẩy là giá lên rồi. Và người ta lại tiếp tục chốt lời. Đúng không ạ? Nhưng mà cái việc chốt lời ở đây mà nó chuyển dịch từ những cái nhà đầu tư, chuyển chuyển từ những cái nhà chuyển sang những cái nhà đầu tư mà cũng tương đối là đánh lâu dài hoặc là những nhà đầu tư chuyên nghiệp thì sau đấy thì anh chỉ thấy nó sẽ phải khối lượng nó phải thấp đi đúng không ạ khối lượng thấp đi thì nó sẽ an toàn để nó đi tiếp thì nhé đấy bích này thế này bích này bích này thì nó hơi 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 rộng biên độ hơi rộng cái anh chỉ thấy những cái phiên lên xuống này nó hơi nó hơi hơi rộng đúng không cái này này những phiên này hơi rộng khối lượng chỗ này thì hơi cao đến đây thì bắt đầu kiệt dần rồi mấy lại cái đô thị của cái cổ phiếu bích này anh chỉ thấy nó như kiểu nó hơi gọi là giống như ổ gà hơi nhiều đúng không lên xuống lên xuống ba mươi mà, mười, mà hơi, ổ gà hơi nhiều thì cái này nó sẽ khó đánh hơn nó sẽ khó đánh đấy nhưng mà nhìn đây á, thì thấy là nó cũng có khả năng đi tiếp anh chị nhé bởi vì khối lượng nó kiệt rồi nhé cổ phiếu bích này thì khó đánh hơn các cổ phiếu khác vẫn có khả năng đi tiếp và hiện nay nắm giữ thì vẫn an toàn đấy VNR VNR thì sau những cái điểm giai đoạn mà kiệt khối lượng này đấy có dòng tiền vào nó mua lại ngay ở đây là điểm phải test cái cái ngày test này ngày này là test lại ngày này này đúng không? khối lượng thấp Ok như này an toàn đi tiếp anh chị nhé Dùng chứng khoán nhé chứng khoán thì là ORS thì đang là mạnh nhất đúng không ạ Dòng tiền vào rất là mạnh thì anh chị nắm giữ thôi Đấy, APS này thì nằm nắm giữ thôi nhé Đây là nền của nó gần nhất này T TCI nhé thì anh chị đây nó đang ở cái điểm này này đáng nhẽ nó là một cái điểm bùng nổ vượt nền nhưng thực ra nó không phải là bùng nổ vượt nền mà nó là một cái uptrend đúng không ạ tiếp tục đây là một cái phiên bán ra tất nhiên đều rút chân lên phía trên trên gần giữa này thì như vậy thì nó cũng trung lập thôi cổ phiếu này thì cũng không đánh giá là yếu không đánh giá là đẹp không đánh giá là xấu được anh chị nhé thì nếu anh chị mua ở đây à thì anh chị nắm giữ bởi vì nó có một cái giai đoạn trước nó cũng kiệt vôn rồi Nha đúng không ạ giai đoạn trước nó có cái sự kiệt vôn này đấy thì anh chị nắm giữ vẫn ok còn mua thêm ở những cái phiên như thế này thì khối lượng nó đang cao thì chúng ta không nên có thể nó sẽ tích lũy thêm ở đây đấy FTS này thì nắm giữ ok này các chị thấy những cái phiên rũ bỏ như thế này này mua lại tốt thì các anh chị nắm giữ thôi nhé còn mua thêm thì chúng ta chưa nên mua nhé bởi vì nó đang có cái vùng kháng cự trước ở đây này đúng không ạ sau khi gặp kháng cự trước mà nó tích lũy lại ở đây thì chúng ta sẽ mua ở phía trên này đúng không ạ còn không là chúng ta phải mua theo kiệt vôn đúng không các anh chị thấy là cổ phiếu FTS này đều có những cái điểm mua kiệt vôn ở phía trước mà đúng không ạ đây là điểm mua đây, đây là một phiên check out này đây một out này kéo lên này lại tiếp tục check out tiếp này chị nhá thì nắm giữ ok đấy bé đi như thế này kiệt vôn nhé, kiệt vôn trong trong nền nhé, kiệt vôn trong nền. Những cổ phiếu chứng khoán nhé, thì bây giờ nói chung là nó đều rất là giống nhau. Nếu các anh chị mà mua những cổ phiếu chứng khoán này ở những cái điểm test, test vùng hỗ trợ này, này thì các anh chị cứ nên nắm giữ, cứ nên nắm giữ, đúng không ạ? Còn nếu mà mua gia tăng á, thì chúng ta hạn chế mua ở những cái phiên vùng nổ mà chúng ta có thể mua ở những cái phiên test này này, phiên này mua được này, hoặc là phiên này mua được này, đúng không ạ? Ví dụ các anh chị mua lần một ở đây hoặc là lần một ở đây thì anh chị có thêm một lần 2 ở đây lần 3 ở đây đúng không ạ sau đấy thì anh chị nắm giữ thôi bởi vì nó vẫn là dòng yếu mà chứng khoán về nó vẫn yếu hơn nó vẫn yếu hơn thị trường chung mà đúng không ạ đấy chứng khoán nó đang yếu hơn này cái thằng thị trường chung này năm 5 năm này đấy thì đối với những cổ phiếu mà kiệt vôn thì chúng ta nên mua ở những cái phiên kiệt vôn điều chỉnh kiệt vôn đúng không ạ và mua gia tăng thôi khi mà chúng ta đã có những cái lợi nhuận trước đó tương tự thế nhé thằng bọ... VDS này thế nhé đây là điểm uh, check out này nó kéo lên này có thể mua được nhé cái phiên này có thể mua được anh chị nhé tương tự thế này đây check out này cũng kéo lên thôi các cổ phiếu chứng khoán này thì nó đang khá là trên mức trung lập nhé anh chị nhé tức là sau khi nó nó test ở những cái vùng hỗ trợ này thì khá là ổn nó test được vùng khá ổn, hỗ trợ là ổn thì ở đây thì chúng ta chỉ mới thấy rằng là test mà không chết đúng không ạ test mà không chết thì nó sẽ có khả năng đi lên đúng không ạ nhưng để đi lên được hay không thì nó lại phải cần dòng tiền vào tức là nó được một vế nhé được một vế là đã test không chết và cái vế thứ hai nó cần dòng tiền vào thì nó sẽ chạy anh chị nhé các cổ phiếu chứng khoán này đều thế nhé đây à, test mà không chết này đúng không rũ bỏ này rũ bỏ xong không chết kéo lên này đúng không ạ nhưng mà đã cân bằng thôi nhé thì cái mà nó cần là sẽ là dòng tiền vào còn nếu anh chị mua những cái phiên này này thì là ok nhé thì đối với cổ phiếu chứng khoán này thì có thể nếu có những cái lợi nhuận từ những cái phiên trước thì có thể mua gia tăng tại những cái phiên điều chỉnh khối lượng thấp nói như thế không phải là nói là theo là bắt đáy đâu anh chị nhé đừng các anh chị đừng có hiểu nhầm là bắt đáy đây là chúng ta đã thấy đáy rồi thấy đáy rồi và chúng ta tham gia mua gia tăng một cách khéo léo tại những cái điểm điều chỉnh hợp lý mà vẫn an toàn cho cổ phiếu anh chị nhé đấy là cái nguyên tắc như thế các cổ phiếu chứng khoán đều như vậy nhé cơ bản đều như vậy đây là chuyện rũ mà không chết này đúng không ạ khối lượng thấp này đúng không ạ nó cân bằng tốt thôi anh chị nhá. Được một vế rồi. Được một vế là rũ mà không chết đúng không ạ? Nó cần vế thứ hai là dòng tiền vào. Đấy. Ok giống nhau lắm anh chị ạ, các cổ phiếu chứng khoán giống nhau thì đó là các cái phân tích nhận định của mình về cái các cổ phiếu cho điểm mua, bùng nổ điểm mua kiệt khối lượng. Đúng không ạ? Và phân tích một số cái dòng chính theo sự quan tâm của anh chị thì các anh chị muốn có những cái câu hỏi về những cổ phiếu nào á, thì các anh chị có thể comment xuống phía dưới của cái video của cái kênh YouTube ạ thì mình sẽ trả lời tại đó đúng không ạ? Hoặc là mình sẽ có những cái phân tích trong các cái uh, nhận định uh, các cái bản tin kế tiếp đúng không ạ? Thì hy vọng là những cái chia sẻ này cũng giúp ích cho anh chị phần nào trong cái hoạt động đầu tư của mình. Thì các anh chị đừng quên là, là subscribe kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất. Và nếu anh chị thấy kênh hữu ích thì vui lòng chia sẻ cho những người khác. Uh, các anh chị mà muốn nhận cái file này này, không thuộc nhóm VIP thì các anh chị comment, like và comment video và inbox cho mình qua Zalo thì mình sẽ chia sẻ với các anh chị ok cảm ơn các anh chị chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ